Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn một cái cách cực kỳ hiệu quả để các bạn phục hồi những cái ảnh sọc caro hoặc là những cái ảnh được chụp lại từ những cái giấy photo như thế này. Thì đây là một cái cách mà mình thấy rất là hay để chia sẻ các bạn trong quá trình các bạn phục hồi những cái ảnh tương tự hoặc là những cái ảnh có sọc caro hoặc là những cái ảnh xấu hơn như thế này. Thì trước tiên á, mình sẽ chọn camera raw trên Photoshop để chúng ta loại bỏ bằng lệnh noise reduction. Thì đây là một cái lệnh để hỗ trợ các bạn xóa toàn bộ những cái sọc này đi một cách nhanh chóng và hiệu quả. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần dùng những cái phần mềm chuyên dụng mà các bạn có thể phục hồi được, như là hiện tại mình đang dùng HipPro Photo AE hoặc là Tobat Photo AE hoặc là Upgrade Mini hoặc là Usband. Thì những cái phần mềm này các bạn tải miễn phí tại trang web tiếngbeta.com hoặc là chia sẻ beta.com. Rồi sau đó chúng ta chỉ cần cắt ghép chỉnh sửa cơ bản trên Photoshop và cuối cùng là dùng một cái phần mềm miễn phí để tăng nét, tăng áo cho tóc. Thì đây là những cái bước mà làm rất là nhanh chóng và đơn giản. Đối với những cái bạn nào mà đang tìm hiểu về phục hồi ảnh cũ thì có thể tham khảo tại trang web của mình ha. Rồi, chúc bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.